Hello, xin chào các bạn. Đây là cái video đầu tiên về cái việc mà chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhớ Kinh Thánh. Kinh Thánh quả là một cuốn sách cực kỳ quá quan trọng, và những điều tuyệt vời trong Kinh Thánh sẽ là chân lý và sẽ là muôn đời không phai, muôn năm không đổi dời. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương đầu tiên của sách Sáng Thế Ký, một trong năm sách ngũ kinh của Môi-se. Cái sách ngũ kinh này thì người Do Thái đấy thì họ học thuộc từng câu từng chữ một, năm sách ngũ kinh rất là dày và phức tạp. Người Do Thái thì họ học thuộc rất kỹ như vậy, còn chúng ta thì chỉ học cái ý nghĩa và ghi nhớ câu chuyện, ghi nhớ cái nội dung chính của phân đoạn thôi. Bài đầu tiên này chúng ta sẽ nhớ những nội dung sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhớ về việc ban đầu. Bởi ban đầu lúc này không có gì cả, lúc này là trống không, ngoài có Chúa thôi, có Chúa và hoàn toàn những cái khác gọi là trống không. Đấy, trống không. Và bóng tối thì bao trùm mặt vực và thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, tức là lúc này cũng chưa hề có ánh sáng luôn, mọi thứ là trống không. Không có ánh sáng nên nó chỉ có bóng tối thôi. Đó. Thế thì có phải là Chúa tạo ra bóng tối không? Mà không, bóng tối nó tự có, tức là Chúa là ánh sáng, còn bóng tối thì cũng là tự có. Đó. Tức là như vậy, sự tồn tại nó là như vậy. Ta không hiểu được hết được cái sự mầu nhiệm này, nhưng sự thật thì ban đầu là trống không và không có gì cả, không có một cái gì luôn, dù mà phân tử rất nhỏ không có. Rồi, thế thì Chúa bắt đầu sáng tạo, thì chúng ta sẽ đến với sự sáng tạo của Ngài. Sự sáng tạo sẽ trải qua 7 ngày sáng tạo. Chúng ta sẽ nhớ thứ nhất là ngày thứ nhất là Chúa sẽ tạo ra ánh sáng. Chúa sẽ tạo ra ánh sáng luôn. Chúa tạo ra ánh sáng và Chúa phân rẽ ánh sáng ra cùng bóng tối. Điều này rất hay. Chúng ta sẽ không hiểu được cảm giác mà phân rẽ ánh sáng ra bóng tối là như thế nào, sự trộn lẫn giữa ánh sáng và bóng tối sẽ làm sao. Ban đầu là có bóng tối và hoàn toàn là trống không. Nó giống như một cái vực thẳm sâu thẳm mà không có cái gì cả. Và bắt đầu Chúa tạo ra ánh sáng và bắt đầu bóng tối bị phân rẽ ra khỏi ánh sáng. Điều này mình không không thể hiểu được. Mình giống như ví dụ như bạn đi vào một căn phòng tối rồi bạn ấn vào công tắc đèn thì cái bóng đèn nó sáng lên. Con này sáng lên thì bóng tối trong căn phòng bị biến mất. Đó là như vậy. Mình không hiểu được cái điều huyền nhiệm này, chỉ biết đó là đã trở thành một hiện tại thực tế và Chúa đã tạo ra nó như vậy. Tiếp theo là ngày thứ hai thì chúng ta sẽ biết là Chúa tạo ra khoảng không. Chúa tạo ra khoảng không thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có không gian, đúng không? Khoảng không là sẽ có không gian. Ở đây có thể nói về cái việc đó là Chúa đã tạo ra thiên hà, các thiên hà, các phân tử ở trong vũ trụ, và tức là Chúa đã tạo ra vũ trụ, và Chúa đã tạo ra vũ trụ trong vũ trụ rồi có các vòng trời, có các nước, có bầu trời, có không gian, có cái bầu không không gian này đấy, thì gọi là ngày thứ hai như vậy. Rồi ngày thứ ba thì Chúa tạo ra đất khô ráo, Chúa tạo ra đất khô ráo. Đất khô ráo thì chúng ta sẽ thấy là trong cái đoạn Kinh Thánh nó mô tả là khi mà Chúa tạo ra vòng trời xong thì nước ở trên bầu trời và tụ thành một nơi, và nước ở dưới đất cũng tụ lại một nơi, nhưng mà lúc đó thì lại không có đất khô cạn mà nước toàn bộ nó bao phủ mặt đất, không hề có đất nổ ra, không hề có đất nổ ra, nên Đức Trời nói là các nước là nên là Đức Trời phán là đất phải lộ ra và các khối nước phải tụ lại một điểm để cho đất được phép nổ ra. Thì đấy là nên là Chúa đã phán như vậy và Chúa đã làm cái điều đó. Đó là điều mà Đức Trời đã làm. Rồi sau đó là sang ngày thứ tư là Chúa đã tạo ra các vì sáng. Các vì sáng thì ánh sáng được khỏa lấp khắp không gian, khắp bầu trời. Đó bằng những mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, các hành tinh. Các hành tinh nhận ánh sáng của mặt trời hay là nhận ánh sáng của các hành tinh để chiếu sáng. Và từ trái đất này ta có nhìn thấy các vì sáng. Đấy. Rồi ngày thứ năm là Chúa tạo ra chim trời và cá biển. Chim trời và cá biển thì chúng ta sẽ biết là có bầu trời rồi thì có chim trời, có nước rồi đúng không, thì là có cá, nhưng mà ở dưới đất thì chưa có loài sinh vật. Thì ngày thứ sáu và Chúa đã tạo ra các sinh vật trên đất, và trong đó có con người đúng không? Sinh vật trên đất cộng với con người. Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu qua một số cái ý nghĩa từ cái công việc của Chúa. Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy 4 ngày đầu tiên là ánh sáng này, khoảng không gian này, đất khô cạn này và các vì sáng trên bầu trời.
và đây là ngôi sao. Thì bốn cái ngày đầu tiên này thì Đức Chúa Trời kiểu như là Chúa chưa tạo sự sống gì cả, chưa tạo ra sự sống, đúng không? Chúa chưa tạo ra hay một cái sự sống gì, thì bốn ngày đầu tiên dường như Chúa chỉ là thiết lập thôi, thiết lập nền, sự thiết lập không gian, sự thiết lập đất, sự thiết lập ánh sáng, thiết lập một cái thế giới, một cái vũ trụ có thể có sự sống ở trong đó. Thì sau đó đến ngày thứ sáu, sau đó ngày thứ năm, ngày thứ sáu, tức là hai ngày còn lại thì là Chúa mới thiết lập sự sống là chim trời và con người cũng như các sinh vật khác. Thì cái vấn đề ở đây đó là thấy là Chúa đã dành 2/3 sự sáng tạo của Ngài để lập nền. Rồi Chúa đã dùng 2/3 sự sáng tạo của Ngài để thiết lập và lập nền. Thì trong cuộc sống này chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã tuân theo một nguyên tắc, đó là Chúa rất kỹ lưỡng, dành rất nhiều thời gian cho sự thiết lập vững vàng để bắt đầu một sự sống. Thì trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, chúng ta làm một cái việc gì chúng ta cũng phải nên học theo Chúa ở cái điều này, đó là chúng ta phải thiết lập cái nền vững chắc, chúng ta phải nghiên cứu một cái nền, làm cái nền nó phải chắc chắn, xây cái nhà vậy cái nền nó chắc chắn, đúng không? Sự thiết lập. Được rồi, chúng ta sẽ thấy là ngày thứ bảy ngày nghỉ. Ý nghĩa của chữ nghỉ ở đây chúng ta sẽ thấy là Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, Ngài không mệt mỏi, nhưng tại sao Ngài nghỉ? Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn con người phải học theo Ngài là chúng ta có làm việc và cũng có nghỉ ngơi. Không phải là vì mệt tôi cần nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, không làm việc. Chúng ta biết rằng là Chúa thánh hóa ngày này, Chúa thánh hóa ngày này, và Chúa cũng muốn là con người được nghỉ ngày này. Và ngày này Chúa thánh hóa, thực ra thì Chúa muốn cái ngày nghỉ đấy là cái ngày mà Chúa sẽ đến nói chuyện với con người, Chúa sẽ gặp loài người và Chúa sẽ nói chuyện với loài người trong cái ngày này. Chúa sẽ dành một ngày kiểu như nghỉ, không phải là nghỉ ở nhà, không thôi không đi đâu, mà ý là nghỉ là Chúa đi chơi, đi nói chuyện với loài người, Chúa đi, hoặc là Chúa đi thăm các con cái của Ngài. Đó, nó giống như vậy. Chúa giữ mối thông công. Cái ý nghĩa của việc nghỉ là nó nằm ở cái chỗ đó. Thì ước mong là các bạn sẽ hiểu được cái ý nghĩa của việc làm của Chúa ở đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với sự chúc phước của Chúa. Thì trong các đoạn kinh thánh này, mỗi một khi mà Chúa tạo dựng trong mỗi một ngày thì Chúa đều chúc phước và Chúa gọi điều đó là tốt đẹp. Chúa là đấng tốt lành, đúng không ạ? Thì không có điều gì mà Chúa tạo ra là không tốt đẹp cả. Và Chúa ân phước cho nó là được tốt đẹp. Và Chúa gọi nó là tốt đẹp, tức là Ngài hài lòng, Ngài vui lòng về việc Ngài đã làm. Cuộc sống này, đôi khi chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta hoàn thành một công việc gì đó sau một ngày làm việc, chúng ta có cảm thấy việc chúng ta làm xong ngày, trong ngày hôm nay được làm xong đó, thì việc đó có tốt đẹp hay không? Việc đó có làm việc tốt lành hay không? Chúng ta có hài lòng hay vui lòng về việc mà ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành hay không? Thực ra thì như ví dụ như Lộc đang làm video này, thực ra Lộc muốn là bây giờ đi ngủ, nhưng mà Lộc nghĩ rằng mình chưa làm được một cái gì đó mình cảm thấy thật sự ý nghĩa và thật sự có giá trị. Mình cả chưa hài lòng với những gì mình làm được ngày hôm nay, nên mình bắt buộc phải làm video này để cảm thấy là mình đang làm một điều gì đó khiến cho mình hài lòng. Đôi khi chúng ta phải học cái điều chỗ đây là sau khi chúng ta làm một việc gì đó, chúng ta phải nhận định là chúng ta đã làm cái việc đó tốt đẹp hay tốt lành hay chưa. Và Đức Chúa Trời đã nhận định là những cái gì Ngài làm là tốt đẹp và tốt lành. Thì trong ý nghĩa của câu chuyện này nữa, chúng ta sẽ học về một cái từ nghĩa mà bây giờ chúng ta có thể là sẽ không ở chỗ nào ta học được, đó là từ sáng tạo hay là từ tạo hóa. Sáng tạo thì nó là tiếng Việt chúng ta, còn tạo hóa thì nó mang tính chất là Hán Việt. Hán Việt, từ hóa nó mang khó hiểu. Thì sáng tạo là sáng tạo từ cái sự không có. Chúng ta biết là ban đầu là trống không, là rỗng không, chỉ có Chúa thôi, đúng không? Và mọi thứ là trống không hết, nhưng mà Chúa đã sáng tạo ra từ sự trống không đó. Khi loài người ta muốn sản xuất hay muốn tạo ra cái gì đó thì chúng ta đều phải dùng một cái nguyên liệu, một cái nguyên vật liệu nào đó. Ví dụ như giấy này phải làm từ gỗ, đúng không? Phải làm từ gỗ. Đấy, ví dụ như vậy. Hay là ví dụ như thắt lưng thì các bạn phải còn làm từ một loại da nào đó. Tức là chúng ta muốn làm ra cái gì đó thì phải có nguyên liệu để mới làm được. Nhưng còn Đức Trời đã đứng tạo ra, Chúa tạo ra không cần nguyên liệu nào, Ngài vẫn có thể tạo ra được. Ngài đã tạo hóa, tạo dựng, hình thành. Tiếp theo là ý nghĩa nữa là Đức Chúa Trời sáng tạo những điều tốt đẹp này bằng cách là phán. Tất nhiên là chúng ta biết là Chúa phán, nhưng mà Chúa cũng phải hành động để tạo dựng. Tức là Chúa dùng quyền năng và sức mạnh của Ngài để Ngài tạo dựng ra. Nhưng mà sau tiếng phán của Ngài thì mọi điều Ngài làm đều xảy ra đúng theo tiếng phán của Ngài và theo ý muốn của Ngài. Nó xảy ra một cách nhanh chóng và ngay lập tức. Và cái tiếng phán này nó mang tính chất là mọi vật, mọi linh
mọi quyền thế đều phải nghe lệnh của Ngài. Nghe lệnh của Ngài thì nói về cái thẩm quyền, cái uy quyền, cái sức mạnh của Chúa. Chúng ta không thể hiểu được là một tiếng phán nó thật sự nó sẽ tuyệt vời như thế nào. Ví dụ như bây giờ căn phòng của Lộc đang sáng đèn như thế này, bây giờ Lộc phán tối hết, tất cả ánh sáng tắt đi, đúng không? Thì mà ánh sáng tắt đi thật, đúng không? Thì bạn thấy cái sự vinh hiển nó, bạn thấy cái sự sức mạnh, cái vinh hiển của cái thẩm quyền của lời nói nó sẽ như thế nào, đúng không? Bạn tưởng tượng là tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái mục đích của sự sáng tạo. Mục đích của sự sáng tạo, khi mà chúng ta tạo dựng một cái gì đó hay chúng ta xây dựng một cái gì đó, ta phải đều có mục đích hết. Bạn muốn xây nhà để ở, bạn muốn tạo ra một cái búa để đóng, một cái xe để đi, tạo ra một cái gì nó đều phải có mục đích hết, đúng không? Và Đức Trời đã tạo ra trái đất muôn loài vạn vật với, chứ mà nhiều người cứ nghĩ là Chúa tạo ra chúng ta để sinh nở thôi, cho đầy tràn mặt đất. Chúa phán là như vậy. Thì đúng là cái đấy là một mục đích. Mục đích nhiều người nói là Chúa tạo ra chúng ta để chúng ta cai quản các loài có trên mặt đất. Đúng, loài người ta là loài cai trị. Nhưng mà có những người cũng nói là loài người được mang hình ảnh của Chúa, đúng không ạ? Và đúng, mang hình ảnh của Chúa. Chúa tạo ra mục đích như vậy để thể hiện Ngài, để thể hiện Ngài là vẫn có quyền năng và Ngài là Chúa thể. Ngài tạo ra với mục đích như vậy, và đó cũng là một trong những mục đích chính. Đức Chúa Trời tạo ra loài người cũng như muôn loài vạn vật, mục đích là để tất cả nó thể hiện cái quyền năng, sự vinh hiển của Chúa, và để cho các loài thọ tạo như chúng ta giao truyền ca ngợi vinh quang của Đức Chúa Trời, tôn vinh và thờ phượng Đức Chúa Trời, hầu việc và phục vụ và làm theo điều mà Đức Chúa Trời muốn. Thì đấy là cái mục đích quan trọng nhất, tối cao nhất mà Chúa đã tạo ra loài người. Và Đức Chúa Trời là một đấng có tình cảm, yêu thương và chăm sóc. Đức Chúa Trời muốn có, và Đức Chúa Trời tạo ra loài người để Đức Chúa Trời chăm sóc loài người, và Đức Chúa Trời trao cho loài người yêu thương, và Đức Chúa Trời cũng mong là loài người sẽ trao lại cho Ngài sự yêu thương đó. Chúng ta ngày hôm nay được hít thở không khí một cách miễn phí, được ăn ngon mặc đẹp, được sống trong sự chúc phúc của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời cũng muốn là chúng ta cũng tôn vinh Ngài, cũng bày tỏ tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đặc biệt là qua sự chết của Chúa Jesus Christ. Sau này Lộc sẽ nói về những phần đoạn đó sau. Đó thì đó là cái mục đích nữa của Chúa, là Chúa muốn trò chuyện tương giao con người, muốn trao đi yêu thương và muốn nhận lại sự yêu thương. Rồi thì trong cái sự chúc phước này thì mình sẽ nói về một cái phần mà làm mất đi sự chúc phước, một cái phần mà làm mất đi sự chúc phước. Thì bây giờ nó sang một cái... nói đúng là như thế này, chúng ta là loài người chúng ta sẽ là mang hình tượng và ảnh tượng Đức Trời, được chép y trong Kinh Thánh chương 1 này. Nhưng cái vấn đề ở đây là gì? Đó là có nhiều người ngày hôm nay lấy hình ảnh và lấy ảnh tượng Đức Trời, tức là lấy loài người của chúng ta ra bắt đầu là để nói là chúng ta được sinh ra từ loài khỉ, hay là chúng ta được tiến hóa từ loài vượn cổ hay như nào đó. Thì nó là chúng ta đã làm xấu đi, làm hư hoại đi và sỉ nhục đến cái ảnh tượng của Đức Chúa Trời đã đặt vào trong chúng ta. Và chúng ta làm được đó là Đức Chúa Trời sẽ nổi giận, và Đức Chúa Trời rất bực mình với cái việc làm như vậy. Bởi vì Chúa đã lấy hình ảnh tượng của Ngài để tạo ra loài người, nhưng loài người lại phủ nhận, lại bảo là đến từ loài vượn, loài động vật. Sao chúng ta lại hạ thấp mình như vậy? Sao chúng ta lại hạ thấp mình? Thực ra hạ thấp, các bạn hạ thấp các bạn không sao cả, nhưng mà nó là đánh vào cái sự ý nghĩa của sự chúc phước của Chúa, ý nghĩa của sự vinh hiển của Chúa, và làm tổn thương đến cái vinh hiển của Ngài, làm tổn hại đến cái danh dự của Đức Chúa Trời. Các bạn phải thật sự cân nhắc khi mà nói động đến cái thuyết tiến hóa hay là một cái thuyết nào đó nó mang cái điều đó. Thứ hai là, rồi mình sẽ ghi vào đây, đó là tiến hóa. Ý nghĩa hiểu sai về sự chúc phước của Chúa là tiến hóa. Chúng ta nghĩ rằng ta tiến hóa từ là sai sự chúc phước. Rồi tiếp theo ta sẽ đến một cái ý nghĩa đó, đó là chúng ta được tạo ra với ý nghĩa cai trị, nhưng mà chúng ta lại đi thờ lạy cai trị mà lại đi thờ lạy. Nói đúng là có rất nhiều các hình tượng như chim, chó, hổ, rồi là loài rắn, hay là loài rồng, tất cả các loài, rồi là chúng ta thờ lạy nhau, con người thờ lạy con người, thờ lạy chúng ta lại thờ lạy nhau. Đây là đánh mất đi sự chúc phước của Đức Chúa Trời, hiểu sai về ý nghĩa sự chúc phước của Chúa. Chúa ban ta sự cai trị trên các loài vật, nhưng sao là chúng ta lại thờ lạy các loài động vật, rồi chúng ta cũng thờ lạy nhau.
chúng ta đều là mang ảnh tượng Đức Trời, chúng ta phải thờ phượng Đức Trời chứ không phải là thờ phượng nhau. Khi một người đã qua đi và đã chết đi thì người đó cũng không thể mang sự chúc phước được. Ngay cả lúc còn sống họ không thể ban phước hay phù hộ hay là làm ra một cái quyền năng gì, mà tại sao khi họ chết đi chúng ta lại thờ phượng họ, thì nó sẽ mang cái nó sai, đó là chúng ta mang hình tượng Đức Trời lại đi thờ lạy một hình tượng khác mà chúng ta đánh đổi cái vinh hiển Đức Trời, hạ thấp cái sự vinh hiển Đức Trời đáng đã phải quy vinh hiển Đức Trời. Chúng ta là hình tượng của Chúa, chúng ta phải quy vinh hiển đó ngài, nhưng mà lại quy vinh hiển sai. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn, đó là hiểu sai ý nghĩa sự chúc phước. Và bây giờ Lộc sẽ giúp các bạn nghiên cứu sâu hơn một chút về cái ảnh tượng của Chúa. Ảnh tượng của Chúa thì chúng ta sẽ không ai biết Chúa thật sự có gương mặt như thế nào, Chúa hình thù vóc dáng ra làm sao. Thực ra thì theo như Kinh Thánh chép về cái việc là Môi-se xin cho con được nhìn thấy Chúa một lần, nhưng Chúa nói là không ai nhìn thấy ta mà còn sống được cả, tất cả về phải chết, nhưng ta sẽ cho người nhìn thấy bóng của ta hiện trên đất. Tức là Đức Trời cũng có hình tượng cụ thể, tức là ngài cũng là một đối tượng cụ thể, cũng có thể, tức là có cụ thể, nhưng mà chúng ta sẽ không nhìn được ngài trừ khi chúng ta về với ngài, gặp ngài. Đó. Chúng ta phải đối diện với ngài bằng linh thì mới nhìn được ngài, chứ còn không thể nào cái xác phàm này ta thể đối diện với ngài được. Bởi vậy mà ảnh tượng của Chúa này đôi khi chúng ta không thể nói về cái việc giới tính, không có tính chất là giới tính nhé, sẽ không có tính chất của giới tính, tức là không được đánh giá Chúa theo cách mà chúng ta nghĩ, theo cách mà con người có thể hiểu. Thứ nhất là chúng ta sẽ không đánh ảnh tượng của Chúa là Chúa có nam và nữ. Đức Chúa Trời không có nam và nữ, Chúa sẽ không có giới tính ở đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không đánh giá Đức Chúa Trời về sự giới tính. Chúng ta mang ảnh tượng không đánh giá về sự giới tính. Chúng ta sẽ không đánh giá Đức Chúa Trời về là ngài phải có xác thịt, ngài phải được tạo ra, hay là ngài phải được ăn và uống. Đức Chúa Trời không phải như vậy. Ngài là linh, ngài có xác thịt, không, ngài không được tạo ra, và ngài mà ngài là tự có và có, và ngài không cần ăn và uống, và ngài có thể đi khắp mọi nơi. Và chúng ta đã học cái bài này trong cái ấy rồi, đúng không ạ? Thì sẽ thì đây là mình chỉ nhắc lại thôi, đúng không ạ? Các bạn nhớ về cái ảnh tượng của Chúa. Thế thì chúng ta mang cái ảnh tượng của Chúa là chúng ta mang cái gì? Là chúng ta mang một tâm thần, tâm linh, một tâm hồn, tâm linh, tâm hồn. Tức là chúng ta có phần linh, khi cái thể xác này ta chết đi thì linh hồn ta sống mãi, sống mãi, sống vĩnh cửu như là Chúa. Đó là cái ảnh tượng của ngài. Chúng ta có một phần linh nữa. Chúng ta có một cái phần gọi là linh nữa. Thế còn cái phần hồn là gì? Phần hồn là cái phần mà chúng ta đi tương tác được với Đức Chúa Trời, tương tác được với Thượng Đế, tương tác được với chính ngài, là phần hồn. Ta giao tiếp được với ngài. Chúng ta thấy là loài động vật, đúng không? Tất cả các loài chó, loài mèo, sư tử, hổ báo, hươu vượn, không có một loài nào lại đi nói chuyện, thờ phượng, hát ca cho Đức Chúa Trời, hay là có một cái loài nào lại đi tìm kiếm Đức Chúa Trời để thờ phượng cả. Nó không có tôn giáo, không hề có tôn giáo trong động vật, chỉ có loài người chúng ta có phần hồn mới cần đến tôn giáo thôi. Đây là cái mang ảnh tượng của Chúa, là ta có thể kết nối được với ngài. Và những cái nội dung mà Lộc chưa nói đến, đó là chúng ta nhớ là Chúa đã tạo ra con người có nam và nữ, mang ảnh tượng của ngài để cai trị các loài chim trời, các loài cá biển, các loài động vật và trên khắp mặt đất, và Đức Trời ban cho loài người cai trị và ăn thức ăn là thực vật, là các loài cây có trong vườn, và Đức Trời ban cho loài người cai sự cai trị tất cả các loài động vật và cai trị cái vườn Eden của Chúa. Chúa đã tạo ra và đặt trong vườn Eden. Thì bài sau chúng ta sẽ nói về cái vườn Eden và con người đã làm gì trong vườn Eden. Và trong bài này chủ yếu là ta sẽ nghiên cứu đặc biệt là về 7 ngày sáng tạo của Chúa. Và có một ngày Đức Trời nghỉ, ngài chẳng làm gì cả, nhưng mà cái ngày nghỉ đó vẫn được gọi là ngày sáng tạo. Và Chúa đã thiết lập sự sáng tạo có sự nghỉ ngơi, trong sự sáng tạo có sự nghỉ ngơi, trong sự làm việc có sự nghỉ ngơi. Và đó là sự thiết lập nghỉ ngơi cũng phải cần được tạo ra, cũng cần phải được sáng tạo, đúng không? Cần cũng phải, không phải là thích thì nghỉ, đúng không? Đây là cái điều mà Đức Chúa Trời đã làm trong công tác, trong công việc của ngài. Thế thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài ghi nhớ Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 1 ở đây, và hẹn gặp lại các bạn trong chương 2.